Thôi sáng sớm có một anh vô sáng sớm luôn ha, thì lựa ngay chiếc 3408. Đây 3408 nha, máy 34. Đây, em có là máy này chiếc Thái nha. Ok luôn. Giờ trước là như mới. 3408. Giờ sẽ làm bảo dưỡng với thay vỏ máy này nữa là xong. Rồi sau khi bảo dưỡng sơ thì cầu đầu luôn ha, em làm xong hết rồi, thay vỏ mới luôn. Máy cũng đã xong nha anh em. Đây, giờ để em quay sơ cho anh em xem máy hoàn thành. Khách thì về trước rồi, mới về hôm qua. Đây. Kiếm mới làm lại luôn, mắt dâu đồ mấy cái tầm dâm rồi làm luôn rồi. Nghĩa là 3408 Thái rồi, rồi em về. Còn sót chiếc duy nhất, đẹp luôn. Máy nguyên zin hết. Ở kho hơi ồn nha anh em. Rồi anh là 3408 nha anh em. Xong hết rồi, giờ chuẩn bị giao về nhà khách nha. Ở Quảng Ngãi nha. Giờ lên xe nha, để sang qua xe lớn này về là Quảng Ngãi luôn. Rồi shop, cảm ơn em nhiều nha, máy lên xong rồi ha. Rồi shop, cảm ơn em nhiều nha, máy lên xong rồi ha. Rồi đây là cái chỗ mà em làm bảo dưỡng miễn phí cho anh em đây ha. Thì anh em có mua bên em thì em sẽ làm bảo dưỡng miễn phí giống như mấy chiếc đó hay là đây ha. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha.